您好，请问要喝什么？我要一杯珍珠奶茶。好的，请问甜度冰块正常吗？啊，甜度冰块？牛奶về Đài Loan, bạn sẽ nghĩ tới món gì ngay lập tức? Trà sữa trân châu. Hôm nay, Adam sẽ chỉ cho bạn tiếng Hoa cho nhân viên và khách hàng dùng tại quán trà sữa. Adam có nhiều bạn nói lý do mà họ muốn đi Đài Loan là muốn uống trà sữa ở bển. Không giống Việt Nam, nhiều quán trà sữa đa số chỉ cho người ta mang về, không có chỗ ngồi. Lúc bạn mới vào quán, nhân viên sẽ hỏi bạn Yào hơ sấm mơ? Để trả lời, bạn có thể nói Chỉnh kế wo yi bei. Giả sử bạn không biết uống gì, bạn có thể hỏi Yǒu tuǐ jiàn de yǐn liào ma? Đây là một số tên đồ uống mà mình thường thấy trong quán trà sữa nhé. Trân chú nải trà, hay thẳng trân chú xiên nải, hồng trà, lư trà, hồng trà mạ chí tủa, mãng quả bình sa. Nếu muốn nói về size của ly, nói bằng tiếng Hoa như sau: thơ đà bê, đà bê, trung bê, xiao bê. 您好，请问要喝什么？你好，我看一下。请问有推荐的饮料吗？有，我们的黑糖珍珠鲜奶人气很高。真的吗？那麻烦给我一杯大杯的黑糖珍珠鲜奶。好的。Sau khi gọi đồ uống, nhân viên sẽ hỏi bạn, 甜度冰块正常吗? Hoặc, 甜度冰块要调整吗? Để trả lời câu này, bạn có nhiều lựa chọn. Đây là các mức độ đường đá. 正常甜少糖半糖微糖无糖. Chẳng chẳng bình, sào bình, vây bình, chư bình. Ở Đài Loan, nếu bạn gọi không đá, đồ uống của bạn vẫn sẽ là một ly đầy đủ. Không giống ở Việt Nam, nếu bạn gọi không đá, chỉ còn nửa ly. Ni hao, xin gây wo yi bei hong cha ma qi duo. Hào de, tiền du bing kuai zhen chang ma? Wo yao ban tang sào bing. Hào de. 来一杯红茶玛奇朵，半糖少冰哦。天哪，今天好热，请问有黑糖珍珠鲜奶吗？有哦，要几杯呢？麻烦给我一杯，半糖少冰。不好意思，黑糖珍珠鲜奶甜度冰块是固定的，不能调整。好吧。可是我怕胖耶、欸、那要不要来一瓶凉茶呢？解渴又不会胖哦。好啊好啊。Sau khi gọi món xong, nhân viên sẽ hỏi bạn 要带走吗? Và 要内用吗? Giả sử bạn muốn 带走, nhân viên sẽ hỏi thêm 需要塑料袋吗? 需要塑料袋吗? 需要袋子吗? Nếu bạn muốn lấy túi, bên Đài Loan bạn sẽ bị thu tiền thêm vì lý do bảo vệ môi trường. Vậy nên nhiều người mang theo túi mà có thể dùng nhiều lần. Nên nếu bạn không muốn bị thu tiền thêm, bạn nên mang theo túi của mình nhé. Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận từ một hào mã phải, rồi bạn sẽ cần chờ người ta chào hào để lấy nước. Vậy nên bạn cũng phải nhớ số trong tiếng Hoa nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một đoạn hội thoại để xem bạn đã hiểu được bao nhiêu rồi nhé. Xin chào, xin hỏi要喝什么?
麻烦给我一杯小杯珍珠奶茶。请问要鲜奶还是奶精？鲜奶的奶茶。好的，一杯珍珠鲜奶茶。请问冰块甜度要调整吗？微糖微冰。好的，请问内用还是带走呢？带走。请问要袋子吗？不用，我有准备袋子。好的，一共是70块。好的，这是号码牌，请您旁边等待叫号哦。Sau khi xem video của ngày hôm nay, bạn có đang thèm trà sữa không? Và ở Việt Nam, bạn thích quán trà sữa nào nhất? Nhớ bình luận ở bên dưới chia sẻ với chúng tôi nhé. Nếu bạn đã học được cái gì đó sau khi xem video này, bạn nhớ bấm thích và chia sẻ video này nhé. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ học về những câu để biểu lộ sự tức giận. Nên bạn nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ một vết không nào với Adam và Howard nhé. Yeah!